sẽ giới thiệu cho các bạn một số ký hiệu và thuật ngữ trong âm nhạc thường dùng. Thì ở trên bảng thì có ký hiệu các tên nốt. Đô được ký hiệu là C này, Re là D này, đó, Mi là E, Fa là F, Sol là G, La là A, Si là B. Thì những ký hiệu này mình bắt buộc phải học thuộc các bạn nhé. Thì ở đây có một số ký hiệu rất là dễ nhớ. Ví dụ như Re ký là D này, Re, D, D, Re, Re, đó, rất là dễ nhớ. Hoặc là Fa là gì, có chung gì, có chung chữ F này, đó, ký hiệu là F. La là A, A la này. C ký hiệu là gì? B, B, C. Thì ký hiệu tên nốt này cũng chính là ký hiệu tên các hợp âm trường. Hợp âm trường các bạn nhé. Thì người ta cũng sẽ ký hiệu như thế này. Đó. Thì ở đây mình có thể đọc là gì? Đô trưởng, Rê trưởng, Mi trưởng, Fa trưởng, Son trưởng, La trưởng và Si trưởng. Còn các hợp âm thứ thì người ta sẽ ghi thêm chữ M nhỏ. Chữ M này có nghĩa là thứ. Thì ở đây mình có thể đọc là gì? Đây là G là Son đúng không? Mình đọc là gì? Son thứ. Hay hay mình muốn viết La thứ chẳng hạn thì mình sẽ gì? Đưa chữ A xuống đây. La gì? Thứ thêm chữ M nhỏ. Đó. Con số 7 này mình đọc là 7 nhá. Thì ở đây mình đọc là gì? Đô 7. Bây giờ muốn viết Son 7 mình viết thế nào? Son 7. Đó. Dim này có nghĩa là giảm. Đây là xe dim. Thì mình đọc là gì? Đô giảm. Đô giảm này người ta còn viết là, đó, đọc là đô giảm các bạn nhé. Dấu này là dấu thăng. Dấu thăng thì ở đây đọc là gì? Đô thăng. Bây giờ mình muốn viết phá thăng thì mình viết thế nào? Phá là F, phá, phá thăng trưởng các bạn nhé. Với những cái hợp âm mà không có chữ M nhỏ mình đọc là trưởng. Đó. Hay ở đây chẳng hạn dấu này là dấu dáng. Dấu dáng thì mình đọc là gì? Si dáng trưởng. Bây giờ muốn viết Mi dáng trưởng thì mình sẽ viết thế nào? Mi đây, Mi là E. Dáng trường. Đó. Đó là một số ký hiệu hợp âm. Và một số cái thuật ngữ, ví dụ như intro chẳng hạn. Intro là gì? Là dạo đầu bài. Hay là ending là kết thúc một bài. Giang tấu là dạo giữa. Điệp khúc là cái phần sôi động nhất của một cái bài hát ấy, là điệp khúc. Và nó thường được lặp đi lặp lại. Fill là báo trống. Transport này chính là cái phần di chuyển dịch tông ở trên đàn của mình ấy. Mình muốn giảm tông hay tăng tông thì mình sẽ ấn vào cái chữ này ở trên đàn. Style và voice này nó thường dùng cho trên đàn Yamaha các bạn nhé. Trên đàn Yamaha thì style có nghĩa là điều, còn voice là tiếng. Đấy, các điều nhạc, còn đấy là các tiếng. Còn ở trên đàn Casio thì chữ rít này là điều, con tom này chính là tiếng. Đó là một số thuật ngữ các bạn cần nắm rõ để trong cái quá trình học mình sẽ nắm bắt bài được nhanh hơn.